chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome à, video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái uh, chính sách bán hàng và cách thức quản trị dòng tiền uh, để chúng ta có một cái thương vụ đầu tư thật sự hiệu quả uh, tại uh, các cái uh, cái dự án uh, dự án hay các cái bất động sản của chúng ta đầu tư đặc biệt ở với các cái phân khúc uh, liền kề hay là shop house hay là những cái mà chúng ta lựa chọn cái thương vụ đầu tư tại dự án Ocean Park 2 gắn với chính sách uh, bán hàng tại thời điểm này. Thì chủ đầu tư có đưa ra một cái chính sách bán hàng từ mùng 1 tháng 10 và đâu đó có 100 căn à, vào cái vùng vào những cái ngày lễ này thì chúng ta cũng sẽ có những cái câu chuyện mà uh, để chúng ta nhìn nhận cái cách thức đầu tư và đôi đây cũng là một uh, cái thương vụ đầu tư mà mọi người cũng hết sức chú ý nhưng mà cái câu chuyện thì cũng sẽ gắn với cái chính sách bán hàng và hiện thực hóa bằng con số vì uh, suy cùng thì chúng ta sẽ quản trị bằng những cái con số bằng quản trị dòng tiền thì cái hiệu quả đầu tư của chúng ta sẽ cao hơn uh, đôi khi là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái giá trị mà chủ chỉ có chủ đầu tư uh, có uy tín thì mới đưa ra được những cái chính sách bán hàng trong từ thời điểm mà họ đàm phán ở với các ngân hàng có những chính sách dài hơi thì và bên cạnh đó cũng hệ sinh thái Vingroup thì về có những câu chuyện như là tặng xe VF8 hoặc VF9 đấy, hoặc là chúng ta cũng sẽ thấy VinBird mà uh, có những cái chuyến xe free để chúng ta xuống có cái hệ sinh thái Vingroup uh, tại đây ấy thì chúng ta sẽ nhìn nhận trước tiên vào cái chính sách bán hàng sau đó thì chúng ta sẽ uh, đi bằng quản trị bằng con số đấy thì thường ý thì là mình hay hay trước đây thì mình cũng tư vấn bằng những cái con số và à, đâu đó chúng ta nhìn thấy thực tế hiện trường thị trường đấy thì cũng có những cái hiện tượng ví dụ như chúng ta thừa nhận ở những hiện tượng cắt lỗ nhưng mà cái đấy là do cái quản trị dòng tiền hoặc chúng ta cũng có thể là chúng ta ôm ôm một vài vài ba bà căn với cái mức lãi suất ngân hàng ngày trước đây ấy, thì họ cái biên giao động của họ lớn quá thế đâm ra là đến lúc chúng ta quản trị dòng tiền không tốt thì chúng ta cũng sẽ phải thanh khoản để giữ những cái bất động sản đẹp hoặc đâu đó chúng ta cũng thấy là tổng phép cộng thì có khi những nhà bất động sản vẫn dương nhưng có những thương vụ thì họ sẽ cũng phải có những câu chuyện của cắt lỗ thế thì cái chính sách bán hàng thì mình cũng chỉ miêu tả qua bằng ví dụ như nó có bộ khoảng 6-7 trang nhưng mà mình nhờ tóm tắt lại một số cái ý chính Ví dụ cái uh, chương trình này cái chính sách bán hàng ngày mùng mùng 10 tháng 1 năm 2024 ấy, thì sẽ nói là dùng cho đối tượng áp dụng cho một trang khách hàng đầu tiên nhận vào mua bán và ký ở thủ tục đặt cọc văn bản chuyển nhượng từ ngày mùng 10 tháng 1 đến hết ngày mùng 7 tháng 2. Uh, tức là sát Tết ấy. Uh, thì bây giờ những cái cái giá trị mà chúng ta đi đến giá trị chọn cái lựa chọn cái phương thức thanh toán ấy, uh, vay hay là thanh toán 100, 100% vốn tự có nhưng mà thanh toán 100, 100% vốn tự có mà thanh toán sớm nữa thì chúng ta cái giá trị cuối cùng của hợp đồng ấy thì chúng ta nếu như cái hợp đồng mà giá dưới 10 tỷ thì chúng ta được à, tặng VF8 bản Eco. Đấy, đã bao gồm pin. À, căn từ 10 tỷ trở lên, cái biên này thì cũng rất rộng nhé, là VF9 bản Eco đã bao gồm pin. À, ví dụ như những cái này mà ví dụ chẳng những các bác vào những căn mà nó thấp quá đúng không? Thì chẳng hạn như à, 5 tỷ mấy 6 tỷ mấy mà chúng ta được như thế này thì cái câu chuyện được cả nhà cả xe cũng là một câu chuyện rất là hay đấy thế cái điều kiện sử dụng xe vinfast miễn phí này điều kiện nhận quà tặng thanh toán đủ và ký văn bản chuyển nhận đúng hạn theo quy định này thời điểm nhận xe trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm đủ điều kiện nhận quà tặng đấy à, điều khoản sử dụng xe à, trong khoảng thời gian sử dụng xe miễn phí này khách hàng cam kết dùng xe số km tối thiểu đạt là 500 km trên một quý À, khách hàng không được chuyển nhượng cho biếu tặng xe trong thời gian này à, thì cái này thì chúng ta cũng sẽ chú ý là à, cái những cái điều kiện này thì một số cái, cái tư vấn các bạn ấy tư vấn các bạn ấy trừ tiền luôn Ví dụ ra xe VF8 uh, uh, là giá độ khoảng 1 tỷ 2 VF9 là 2 tỷ 2 thì bạn ấy trừ như thế thì thật ra chúng ta cũng nhìn nhận cái giá trị nó phải chuẩn vì cái kinh tế thị trường đấy và có những cái điều khoản này họ à, về tổng thể thì ra chính sách cũng sẽ đảm bảo phải không có câu chuyện của trục lợi các bạn mà đao giá xe quá sớm thì thị trường xe cũng hỏng nên là chúng ta cũng sẽ chú ý những điều đấy và có những điều kiện ràng buộc và đặc biệt với cái những cái xe này thì có cái app thêm giờ bậy họ sẽ quản lý được cái km à, đi theo quý này À, nói đùa là ví dụ các bạn nên mà ngồi EVF 9 này các bạn mà không nhìn mắt nhìn thẳng đấy có camera bạn cứ lệch sang bạn nhìn những cô nào khi sinh bên ghế bên cạnh ấy là sẽ nhắc ngay Thế nên bây giờ là chúng ta sẽ có những câu chuyện đấy à, Bây giờ thì là cái quản trị này tức là họ sẽ nói là 500km một quý là họ kiểm soát được đấy à, tiếp theo nữa thì có những cái, cái 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 chính sách này thì mình mình chia sẻ với các bạn như này nhé Tức là à, nếu như những cái căn ở đây có những cái con hoàn thiện hoặc không hoàn thiện hoặc gọi là có thô bàn giao thuê thì cái từ 48m đến 55m thì à, họ cho thuê sẽ phương án 1 là 21 triệu một tháng giá thuê à, căn 77m là thường là những căn này là sẽ là những căn sẻ khe 27 triệu thì cam kết này sẽ đi theo uh, thanh toán 6 tháng một lần Thế cái phương án 2 là khách hàng tự tự vận hành Ờ, chủ đầu tư trực tiếp vào giá Trừ trực tiếp vào giá thì giá thuê căn 48 đến 55 Là từ 20 triệu Đấy và căn 77 là 25 triệu Thì họ sẽ trừ trực tiếp trên phiếu giá để Khi chúng ta chia trên phiếu giá thì uh, Sẽ có cái phương thức tính để trừ luôn Đấy thì các bạn chú ý cái vấn đề này Đấy thế và uh, Thường thì mình thấy là các bác là mua Các bạn mua xong là ý tưởng là cho thuê luôn Để có một cái dòng tiền ấy nó tái đầu tư thì bất động sản nào cũng vậy thôi, đặc biệt những căn shop house và những căn cho thuê nhà ở chẳng vậy thôi. Thì uh, hoặc là trong cái thiết kế sẽ là tầng 1, tầng 2 cho thuê, 3 bốn năm chúng ta ở thì cái câu chuyện là nhà phố thương mại nó sẽ như vậy. Đấy thì uh, mọi người chú ý những vấn đề này uh, chứ không phải là nếu như chúng ta lựa chọn thường thì mọi người sẽ trừ vào giá, trừ vào giá đi rồi thì lúc chúng ta lấy về thì chúng ta sẽ không có chưa có dòng tiền, chúng ta phải đi tìm người cho thuê. Đấy, đấy là một câu chuyện rõ ràng ra cái thứ hai là, là khách hàng không vay ngân hàng thì được uh, thanh toán chiết khấu theo tiến độ tức là thanh quả không bằng vốn tự có thì sẽ kết khấu là 18 trên tổng giá uh, thì cái này cũng là một câu chuyện thích ứng với thị trường tức là lãi suất ngân hàng uh, trước đây thì phải cạnh tranh với lãi suất ngân hàng đúng không uh, thì uh, cũng có những cái phương thức cạnh tranh uh, cũng có những cái câu chuyện về cái này để hút đấy và hai nữa là ở chúng ta cũng thừa nhận là những cái chính sách bán hàng nó sẽ theo tùy từng thời điểm thế còn cái chiết khấu thanh toán sớm 100% thì chúng ta sẽ được chiết khấu là 19,3% đấy trong vòng khoảng khoảng 25 ngày các bạn nộp tiền hết luôn thì đấy thì các bạn sẽ được chiết khấu 19,3% Thế còn thanh toán sớm, nếu như cứ cứ thanh toán sớm theo tiến độ thì chỉ chiết khấu 7% thôi. Thế bây giờ cái đặc biệt là chúng ta sẽ thấy là nếu như chúng ta trong thực tiễn về bất động sản chúng ta chờ À, mà chúng ta mua thì khi đó giá trị bất động sản đã tăng rồi. À, đặc biệt chúng ta nhìn thấy những cái câu chuyện khi hạ tầng uh, phát triển thì với vin thì không có chuyện giảm giá mà thường thì các hạ tầng tiện ích sẽ tăng cao. nên bởi vậy là chúng ta sẽ có cái câu chuyện là chúng ta dùng đòn bẩy. mà thị trường sẽ dùng đòn bẩy để một cái, cái chúng ta sở hữu một cái bất động sản mà khi mà giá trị tăng thì đặc biệt là chúng ta cũng sẽ thấy là như là nhà nghèo thì đi gửi tiền, nhà giàu thì đi vay. Thì cái dùng đoàn bảy tài chính này thì cũng là một cái cái bài toán rất là hay với kinh doanh bất động sản. Thì bạn chú ý thế này thì ở đây thì chủ đầu tư đã đàm phán với bốn ngân hàng gọi là Big Four họ đưa ra những chính sách mà mình nghĩ cũng rất là tuyệt vời. À, ví dụ à, cái giá trị mà mà à, tài trợ thì là 70% cái giá trị căn biệt thự của chúng ta, cái giá trị bất động sản của chúng ta. Họ có một cái gói hỗ trợ lãi suất là 0% thì ở đây nó càng nhiều cái option ra cho các bạn. Tức là ngày trước thì đâu mua 12 xong 18 tháng thì bây giờ là sẽ là 24 tháng hoặc là 36 tháng. Lãi suất uh, cái này nếu 24 tháng thì họ sẽ chiết khấu, trong chính sách bán hàng sẽ chiết khấu thêm, chủ đầu tư sẽ chiết khấu thêm 8% ở trên cái phiếu giá. Còn nếu như 36 tháng thì Uh, không có chiết khấu thêm 8% và ở đây cái chiết khấu này, cái lãi suất này này họ sẽ đảm bảo trong vòng chủ đầu tư đã đảm bảo vừa đàm phán với các ngân hàng cái kết hợp đồng đảm bảo trong vòng 8 7 7 năm và chốt chặn trên là ngày 31 ngày 25 tháng 1 năm 2031. Thế thì uh, chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng chúng ta mua một cái tài giá trị bất động sản lớn thì chúng ta thường có một cái giá, cái tích lũy, uh, một cái kế hoạch lâu dài. Thì cái này mình nghĩ là 3 năm một cũng là rất là tuyệt vời, hoặc là 24 tháng lần đầu tiên cái bất động sản thấp tầng mà có cái chính sách bán hàng là 36 tháng. Đấy, và hỗ trợ lãi suất bằng 0 24 tháng thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta tự lựa chọn cơ hội. Cái uh, tiếp theo nữa thì cũng lần cũng đưa ra một nhiều cái option, Thế là năm uh, lần này thì trong chính sách này có nói cái chương trình trả góp này, chiết khấu 18% trước VAT và kinh phí bảo trì, có cái sự bảo đảm lãi suất là 6% trong vòng 2 năm đầu hoặc 8% trong năm thứ 3 thì cái trả góp này thì họ sẽ các ngân hàng đưa ra các gói là 5 năm, 10 năm hoặc uh, 15 năm. Thế còn trên 10 năm hoặc là 20 năm hoặc 25 năm thì nó sang là gói vay rồi. Thì cái cái này thì các bạn sẽ được đảm bảo lãi suất này. Cái đảm bảo lãi suất này cũng sẽ rất hay là gì? Trước đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái cái lãi suất là bình quân ba ngân hàng xong lại lấy cái đấy thì khi các ngân hàng họ họ họ, họ có cái biên tăng ấy thì cuối cùng chúng ta không chủ động được cũng là một cái bất cập nhưng bây giờ chủ đầu tư là đảm bảo lãi suất này tám phần trăm nếu như mà thấp hơn thì các bạn trả đúng với cái ngân hàng quy định cũng không được lấy về nhé ví dụ là bảy phần trăm thì các bạn cũng không được lấy về trên một phần trăm nhưng mà nếu ngân hàng bạn vay mà họ tuyên bố là 10% phần trăm thì bạn cũng chỉ trả tám phần trăm thôi cái này là một cái đặc biệt Đấy mà chỉ chủ đầu tư lớn mới đàm phán được với các ngân hàng Thì cái chỗ này thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong cái cái bảng tính Excel cụ thể Nhưng mà nếu như giải thích cho các bạn như thế là Thì như thế là thứ nhất là vay với chính sách mà cho cái 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 mà thấp tầng ấy Mà ân hạn đến 36 tháng thì đây là chính sách lần đầu tiên có này cái thứ hai chúng ta có nhiều thêm cái option. Cái thứ ba là cái bảng đảm bảo lãi suất trong một thời gian dài, ít nhất là 7 năm để chúng ta cân đối cái dòng tiền. Để chúng ta không bị uh, có một cái đột uh, tức là cứ cứ bị tranh lên uh, cái cái giá trị vay ấy, thì chúng ta thấy à tự nhiên là phải giả rất là nhiều. Thì đây chúng ta sẽ kế hoạch lại được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái bảng tính giá. Thì uh, như bây giờ mình ví dụ một căn cọ xanh 52 m2 với diện tích xây dựng 204 này tổng giá sẽ là 7 tỷ 278 thì các bạn sẽ thấy là phần nếu như các bạn dùng thanh toán vốn tự có để chiết khấu 18% cái số chiết khấu đây thì bạn sẽ phải thanh toán là 5 tỷ 9 5 tỷ 9 bây giờ bạn sẽ thấy rằng là uh, cái giá trị này sẽ tư vấn chuyên sâu là ví dụ như bạn được cộng thêm một cái xe VF8 là 1 tỷ 2 chẳng hạn thì bạn mua so sánh với các hàng khác thì bạn sẽ ra sao thì thường chúng ta thấy rằng là như vậy chủ đầu tư sẽ luôn luôn dẫn dắt thị trường chủ đầu tư sẽ am hiểu được những cái câu chuyện này và bây giờ chúng ta lấy 5 tỷ 9 này mà chúng ta trừ đi một chúng ta lại cộng thêm 1 tỷ 2 nữa ví dụ như là cái giá xe VF8 nữa thì chúng ta sẽ thấy một câu chuyện nó rất khác và đây bị hiểu về bản chất các con số à, bây giờ nếu như mà chúng ta sang cái phương án trả góp đây thì trả góp đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cũng được chiết khấu 18% này Đấy và cái này là chúng ta sẽ cái cái số vay này này thì cái giá nó cuối cùng là như này và số vay chúng ta sẽ là vay chỗ này trong trả trong 5 năm hoặc 10 năm hoặc 15 năm thì cái này sẽ phụ thuộc vào ngân hàng thẩm định cái hồ sơ của bạn nữa nếu như các bạn chỉ muốn ngắn gọn cái chỗ này thôi Thì cũng là một câu chuyện Thì cái này tư vấn các bạn Cái hồ sơ của bạn trình Thì các bạn lựa chọn Vì nhiều người cũng không thích vay đâu Nhiều người cũng là Ở thời điểm này tôi vay thôi Nhưng 5 năm, 10 năm nữa Hoặc là 3 năm nữa là tôi bán được Cái thanh khoản của bất động sản chỗ khác Thì họ cũng sẽ không thích vay thế mà đảm bảo cái lãi suất như này thì cũng là cũng là những câu chuyện rất là hay và như này chúng ta vẫn đảm bảo cái tiền tiền ấy nhé chúng ta vẫn có được vf 9 v, à vf 8 nhé tùy theo các giá trị nhé bây giờ chúng ta sẽ sang một cái là cái chặn trên này nếu như hỗ trợ lãi suất là 36 tháng thì cái giá ban đầu nó vẫn là như thế này và chúng ta sẽ đi vay là 5 tỷ không gọi là 5 tỷ 1 và chúng ta cần cái vốn tự có là 2 tỷ 2 2 tỷ 2 chúng ta có 7 tỷ và chúng ta cần một cái lượng tiền là 2 tỷ 2 và chúng ta sẽ có một cái ô tô nữa. Đấy cái VF VF8 cái giá trị 7 tỷ này. Thì chúng ta sẽ cái cái nhưng mà chúng ta sẽ cái thanh toán cái tiền này này. Cái tiền lãi này này sẽ là vào ngày 25 tháng 1 năm 2027. Thì bây giờ chúng ta sẽ quản trị dòng tiền ra sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bảng phân tích này. Thì là chúng ta sẽ cái từ ngày 25 tháng 2 năm 2027 thì chúng ta sẽ phải giả thì bây giờ đang là 2024 đúng không? Chúng ta có một lượng thời gian rất là dài và nếu như chúng ta có những mua những căn mà đi vào đã hoàn thiện rồi thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện của khai thác tạo ra dòng tiền và tạo ra dòng tiền ví dụ mình cứ tích lũy cho thuê cho thuê bây giờ đa số đã xong rồi đúng không bạn nhận sẽ là có những căn hoàn thiện rồi thì bạn sẽ cho thuê mình có công nhận với những giá thị trường cho thuê và chúng ta sẽ tích lũy đến thời điểm này chúng ta dành ra một cái lượng tài tài chính đấy trong 3 năm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ví dụ chẳng chẳng chúng ta cho thuê là 25 triệu một tháng hoặc 15 triệu một tháng thì chúng ta cộng trong vòng 24 tháng để chúng ta có một lượng tích lũy tài sản này dòng tiền này để chúng ta câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ giả trong cái năm này đấy đấy là những câu chuyện của bài toán tài chính nhưng điều quan trọng nhất ở đây là cái cái lãi này lãi suất 8% này này nó đảm bảo cho chúng ta không bị sốc tức là gì chúng ta đến à, 2031 này này đấy chứ trước đây thì chúng ta vào một cái là lãi suất này nó lên đến 14% thì chúng ta rất bị đau đầu trong cái chỗ này đấy thì câu chuyện này cũng là một để chúng ta có với Vin thì mình vẫn muốn tư vấn cho các bạn là một tầm nhìn dài hạn à, đâu đó chúng phải 3 đến 5 năm Uh, lướt sóng bây giờ thị trường này thì không uh, sẽ là cắt đôi lỗi sầu <laughs> thì bây giờ chúng ta bây giờ chúng ta sẽ để quay lại đấy thì cái cái dòng tiền nó sẽ là như thế này để chúng ta khi mình tư vấn thì mình hay tư vấn bằng cái này để chúng ta thấy rằng là à uh, đến năm này thì các bạn sẽ có cái dòng tiền này để thanh khoản không đấy để chúng ta sẽ nhìn thấy và sau 3 năm ấy thì cái cơ hội thống kê ra 3 đến 5 năm của bất động sản Vin thì nó ít bao nhiêu thì chúng ta sẽ có một cái câu chuyện đầu tư của chúng ta kỳ vọng cái lợi nhuận của chúng ta như thế nào so sánh với cả bài toán tiền gửi nữa. Bây giờ đến cái, cái cái chúng ta sẽ là cái hình thức 24 tháng. 24 tháng thì sẽ được chiết khấu thêm cái này. Chiết khấu thêm 8% này nữa. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ cái giá này của chúng ta thì chúng ta cần cái lượng tiền nó không phải là 2 tỷ 2 nữa mà chỉ là 2 tỷ độ 2 tỷ 1 này thôi. Và chúng ta vay sẽ là 4 tỷ 6 và chúng ta sẽ cũng vẫn có được cái xe VF uh, VF8 với cái giá trị này sẽ là VF8 đâu đó tỷ 2 nữa, đúng không? Thế thì nếu như cái câu chuyện đặt ngược lại là các bạn đi mua hàng thứ cấp, cắt nỗ, các thứ thì chúng ta có giá trị này không? Chúng ta có đạt được cái điều này nữa không? Chúng ta có cái câu chuyện của của 24 tháng là bao nhiêu nhỉ? Ngày 25 tháng 1 năm 2026 hay không? Thì đây, chúng ta sẽ thấy đây. Đấy thì chúng ta đến ngày 2026 thì chúng ta cũng sẽ có cái câu chuyện phải chúng ta phải trả lãi trả gốc chỗ này. Thì chúng ta lựa chọn cái phương thức này để cho cái đây cũng đến ngày 31 tháng 1 thì hết cái 7 8% thế rõ ràng cái thời gian nó cũng dài để chúng ta bắt tay nhau với một câu chuyện của bất động sản và mình đang tính ở đây là vay 20 tháng nhé nếu mà chúng ta vay cái hồ sơ khi các bạn còn trẻ thì có ngân hàng có thể là cho vay 25 tháng à 25 năm đấy thì ở đây sẽ là cái câu chuyện quản trị dòng tiền thế và tiếp theo nữa là nếu như chúng ta có một cái cái mà chúng ta thanh toán sớm đây thì cái chỗ thanh toán 100%, 100 ngay thì chúng ta sẽ có cái cái câu chuyện cân nhắc của chúng ta đây. Mình cũng gặp nhiều khách hàng là anh chị đang cân nhắc là giữ tiền gửi ngân hàng hoặc chị anh chị mua bất động sản để bảo toàn tiền. Vì nếu như chúng ta tiền gửi gửi tiền gửi ấy thì cũng có câu chuyện của lạm phát nữa. Thế suy cho cùng thì ở đây thì mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta cần cái quản trị bằng cái 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 uh, cái vốn vay này nếu chúng ta sử dụng đòn bẩy phải quản trị rất là tốt tiếp theo là chúng ta lựa chọn cái hình thức bất động sản Thật ra thì với cá nhân mình thì mình cũng tư vấn với nhiều khách nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn phải là uh, bằng những con số và mình cũng gặp một số người gọi là ôm nhiều thì cuối cùng thì cũng, cũng phải thanh khoản cũng phải cắt lỗ thế nhưng mà đến bây giờ thì cũng có những người có tiền nhưng mà đi lựa chọn vào những cái chỗ những cái phân tích về uh, cắt lỗ phải hiểu được bản chất cái con số không các bạn cũng nhìn thấy như thế nhưng mà nếu với mình như vậy thì bạn sẽ lựa mình có khi mình đưa vào những cái giá trị của những cái căn mà chủ đầu tư có những cái cái bullet kèm theo về chính sách tài chính hay là về cái uh, những phần thưởng như vậy thì nó rất là hay uh, một cái phần mình muốn chia sẻ chia sẻ là con số thì vẫn là con số nhưng mà nó là cái cả một cái phục vụ dài hạn À, trước đây mình cũng thấy là uh, các khách hàng thì cũng nhiều người sale hoặc là cũng câu chuyện của chuyển đổi nghề nghiệp thế nhưng mà để cái uh, lỗi về thông tin hoặc các tiếp theo nữa các bạn ở tỉnh xa các bạn ở việt kiều các bạn cần căn nhà ở đây cũng có thể một cái giá trị cuộc sống là gì tiền ở đâu thì tâm ở đấy hoặc cũng có thể là tiêu tiền ở đâu thì kiếm tiền ở đấy thì đấy các bạn mua ở đây và cái vận hành khai thác tài sản cũng là một cái vấn đề rất quan trọng thì uh, qua video mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là tất cả thì chúng ta sẽ bảo quản trị bằng những con số uh, tiếp nữa là chúng ta cần những người uh, tư vấn chuyên tâm uh, vào cái mặt hàng một cái câu chuyện của bán hàng chính chủ ở bán hàng của cái sự uh, sự đào tạo chuyên nghiệp và gắn kết thì chúng ta sẽ có những cái thương vụ đầu tư thật sự hiệu quả và gắn kết dài lâu uh, video thì mình rất muốn rằng là chia sẻ mình muốn chia sẻ những cái bằng con số và bằng những cái kiến thức thực tiễn để có thể các bạn uh, rồi dĩ nhiên rồi uh, để các bạn um, cô chú anh chị uh, quý khách hàng có những cái giá trị tiền mà đầu tư ở đây thì mình nghĩ cũng đã rất nhiều trên thương trường rồi nhưng ở mỗi một cái thời điểm mỗi một cái chính sách bán hàng có những cái điểm mạnh điểm yếu và cũng có thể trên cái bối cảnh của thị trường uh, chúng ta đón nhận đâu đó mình nhìn thấy rằng là cái những cái cơ hội của những bạn và cái giới đầu tư tinh hoa thường chốt vào những thời điểm tết hoặc đầu xuân là những điều câu chuyện rất là tuyệt vời uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video uh, rất hy vọng được gặp các bạn ở dự án tư vấn chuyên sâu và hy vọng là các bạn hãy đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video hữu ích hơn nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại mọi người trong các video sau xin chào và hẹn gặp lại